Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu cho các bạn một lô đất có cái địa chỉ tại tổ dân phố 11 thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Lô đất của chúng ta có cái tổng diện tích là 1.643 m² nhé. Và hai mặt tiền đường. Và có 1.000 m đất ở đô thị các bạn nhé. Và từ vị trí này thì chúng ta về tới trường cấp 3 thì cũng đâu đó rơi khoảng 200 m nhé, 1 tới 200 m. Và chúng ta ra quốc lộ 14 rơi khoảng từ 4 tới 500 m. Và chúng ta về tới chợ siêu thị công viên rơi vào khoảng 500 m nhé. Đây là một lô đất đẹp nằm trung tâm của thị trấn huyện Chư Sê. Đối với cái lô này thì chúng ta có thể đến chúng ta kinh doanh, chẳng hạn chúng ta mở nhà nghỉ hoặc là chúng ta xây nhà trọ, thì tại vì cái diện tích đây nó có tới 1.000 m đất ở, hoặc là chúng ta có thể làm cả quán cà phê vườn thì cũng rất hợp lý các bạn nhé. Đây các bạn, đây là con đường Hai Bà Trưng nhé. Đường rất rộng các bạn nhé. Có hành lang đường, cây xanh. Và đây, lô đất của chúng ta thì đi vào con đường này nhé. Đường đây thì rộng khoảng 3 m nhé. Và từ cái mặt tiền là chúng ta vào tới lô đất rơi vào khoảng 15 m nhé. 15 tới 20 m là chúng ta đã vào tới lô đất rồi. Lô đất của chúng ta thì có hai căn nhà nhé. Có hai căn nhà. Diện tích đất của chúng ta là 1.000 m đất ở đô thị nhé. Đối với 1.000 m đất ở đô thị, giá như bây giờ thì cũng tương đối là nhiều tiền đấy các bạn ạ. Cũng phải trên 1 tỷ đấy. Ít nhất cũng phải từ 1 tỷ rưỡi các bạn ạ. 1 tỷ rưỡi. Cực kỳ nhiều đất nhỏ. Trên vườn thì chủ nhà trồng cây huynh đàn nhé. Đây, có hai căn nhà. Lâu nay thì chủ nhà cũng bỏ hoang, cũng không có ở đây các bạn ạ. Nếu mà chúng ta mua miếng đất này thì chúng ta sẽ trùng tu, tôn tạo lại hai căn nhà này. Chúng ta có thể ở được đây. Cũng có phòng khách này, phòng ngủ nhé. Đấy, nối sang bên căn nhà bên này nữa. Và đây cũng có một căn nhà nữa này. Đấy, hai căn nhà. Đây, mình ra phía trước mình quay xem là trong nhà có những công năng gì các bạn nhé. Bên đây không nhìn thấy các bạn này. Rồi bây giờ mình sẽ đi xiên sang đây nhé. Đất của chúng ta thì ranh giới rõ ràng. Cái mặt tiền bên này là mặt tiền đường Lê Lợi nhé. Đấy, hai mặt tiền đường. Mặt tiền đường Lê Lợi. Đây, mặt tiền phía này là mặt tiền đường Lê Lợi nhé. Đây, đất chúng ta thì có 5 m ở bên này đấy các bạn này. Có 5 m ở cái mặt tiền đường Lê Lợi. Đấy thì chúng ta, nếu mà chúng ta mua miếng đất này thì chúng ta có lợi thế là hai con đường. Đấy, chúng ta cũng mở một con đường này. Chúng ta đi vào lô đất đây. Đấy, Lê Lợi vào đường lô đất này. Và một đường ở bên phía Hai Bà Trưng nhé. Hai Bà Trưng chúng ta cũng đi vào đây. Đấy, đường mặt tiền này thì 5 m các bạn ạ. Mặt tiền là 5 m. Còn mặt tiền bên chỗ Hai Bà Trưng thì chỉ có 3 m thôi. Đấy, nếu mà chúng ta mua lô đất này, chúng ta kinh doanh chẳng hạn như nhà nghỉ này, hoặc là chúng ta mở nhà trọ nhé, mở nhà trọ cho thuê thì cũng rất là ok. Và hoặc là chúng ta có thể mở quán cà phê, thì đây là một cái miếng đất nó rất là nhiều thổ cư nhé các bạn nhé. Rất là nhiều thổ cư thì chúng ta có thể xây thoải mái 1.000 m đất ở đô thị, chúng ta tha hồ chúng ta xây nhé. Và giá chủ nhà đưa ra là 2,5 tỷ nhé. 2,5 tỷ đối với cái miếng đất mà nó nhiều thổ cư như vậy thì mình nghĩ cũng rất là hợp lý thôi các bạn nhé. Nằm trung tâm của thị trấn huyện Chư Sê. Chúng ta, đất của chúng ta thì nằm trong khu vực ô Bàn Cờ. Chúng ta ra quốc lộ 14 thì cũng rơi khoảng là
4 tới 500 mét thôi nhé. Chúng ta ra đến chợ công viên. Đấy, cũng rơi vào khoảng 500 mét. Đấy, trường này. Trường Nguyễn Bình Khiêm thì thực ra vừa nãy mình nói là 200 mét, nhưng mà thực ra đi qua đây một chút xíu là tới nhá, tới trường học Nguyễn Bình Khiêm này. Video mình kết thúc tại đây nhá. Nếu các bạn có quan tâm tới lô này thì hãy kết bạn Zalo với mình để gửi sổ sách pháp lý và cho gặp trực tiếp chủ nhà để đàm phán giá cả tốt nhất nhé.